có cái đặt ra cái chuẩn người như thế nào không em? Em không có thích hỏi lắm. Bạn trai bên kia có hói không? Thôi hói hói. Mời bạn nam. Mời đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi mời em ngồi. Rồi mình giới thiệu về mình đi em. Dạ. Em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường cùng quý vị khán giả, cùng bạn chơi bên kia. Em tên là Hoàng Xuân Biển, năm nay 28 tuổi, đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Làm công việc gì em? Dạ em làm xây dựng với lại bất động sản chị ạ. À. Tức làm riêng cho mình hay làm cho công ty? Dạ cả hai. À, nửa trong nửa ngoài ha. Dạ đúng. Rồi mình giới thiệu đi em. Dạ em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh, em chào bạn Xuân Biển. Em tên là Phùng Tư, hiện tại em đang làm bên bộ phận thẩm định của công ty tài chính HD Sài Gòn. Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em đang ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì? Điểm mạnh của em thì em thích lựa chọn, em thích đọc sách, suy nghĩ lạc quan, bao dung và tha thứ. Đặc biệt là em thích làm dâu. À, thích làm dâu. Bạn trai, mình có thích lấy vợ mà cô ta về làm dâu nhà mình không? Nếu mà kết hôn thì chắc là sẽ không phải làm dâu chị ạ. Dạ. Em gái ơi, anh hỏi em là rất nhiều người ta không thích làm dâu. Lý do gì mà em gái lại thích làm dâu? Dạ, tại vì theo thống kê thì em thấy người ta nghiên cứu là gia đình nhá, mà có ba thế hệ thì sẽ hạnh phúc hơn. Và thực sự là em cũng rất muốn nhà là có ba thế hệ, có ông bà, có cha mẹ và con cái. À, một suy nghĩ rất là hay. Rồi, vậy điểm yếu của mình là gì? Điểm yếu thì em lanh chanh. Lanh chanh. Lanh. Hiện giờ là mình vô đây mình đã có được bao nhiêu mối tình rồi? Có một à? Có một à? À, tình trường của bạn trai bên kia làm sao? Trước đến giờ nếu mà nói về mối tình vắt vai thì chắc chỉ có một thôi. Còn vắt các chỗ khác thì cũng nhiều ạ. Mối tình đó em trải qua mấy năm? Dạ một năm rưỡi anh. Gia đình nhà bạn nữ á, muốn hướng cho bạn ấy đến với một người khác. Nhưng bây giờ em đã quên hẳn cô ấy chưa? Vẫn còn nhưng mà đôi chút chỉ nhớ lại hồi xưa mình có quen một cái người tên như vậy thôi chứ còn không còn gì cả. Rồi, bây giờ mình sẵn sàng cho một cuộc tình mới ha. Bạn có điểm mạnh điểm yếu gì nãy giờ mình chưa nghe nói ha? Dạ em thì biết nấu ăn, biết chơi một số môn thể thao như bóng đá, cầu lông, bơi lội, ca hát một chút chút. Còn điểm yếu thì em hút thuốc lá và em hay thức khuya. Và em có một cái tật là khi mà em đang ngủ ấy mà bị ai chọc thì em rất là dễ bị cáu. Bạn gái thấy những khuyết điểm của bạn trai như thế nào? Dạ, bởi vì không ai là hoàn hảo hết, ngay cả chính bản thân em cũng không hoàn hảo. Nên em thấy là chấp nhận được. À, mình cũng dễ tính ha. Dạ vâng, đúng rồi. À, nếu như mà được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em thì em muốn làm cô dâu trước 30 tuổi. Năm nay em bao nhiêu rồi? Dạ em 28 ạ. 28 rồi, còn 2 năm nữa. Bạn trai chuẩn bị kịp không? Dạ em thì chú rể chuẩn bị sẵn sàng 28 năm nay rồi. Thì bạn gái mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Cái đối tượng mà em muốn tìm thì trước tiên là về công ăn việc làm, nhà cửa thì ổn định. Cái thứ hai nữa là về ngoại hình thì cao hơn em chút xíu là được rồi. Ở nhà thì đối với em thế nào cũng được hết ạ. Nhưng mà ra đường thì phải lịch sự gọn gàng. Em thích bé Bi của mình nhá. Mai mốt đó sẽ là một người có ý chí mạnh mẽ của người ba và có trái tim nhân hậu của người mẹ. Thế nên em muốn bạn trai mình có ý chí một chút xíu, mạnh mẽ, tự lập tự cường, biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc gia đình và người thân yêu là được rồi. Những nhu cầu của bạn nữ thì em nghĩ là em đáp ứng được khoảng 80-90%. Còn bạn mong muốn tìm một người phụ nữ như thế nào? Trước tiên em muốn một người phụ nữ nó mang một cái gì đó đơn giản thôi, không quá cầu kỳ và đặc biệt là không có màu mè quá về cách ăn mặc. Còn về tính cách ấy thì em muốn bạn nữ là một người có cái trái tim nhân hậu và biết cách cư xử với tất cả những người xung quanh. Em muốn bạn ấy người vừa vừa thôi ạ. Và chiều cao thì cỡ 1m56 trở lên ok. Được không em? Mình đạt được bao nhiêu phần trăm tiêu chí của ảnh đưa ra? Những cái khác thì em không dám chắc nhưng chỉ có một cái thứ mà em dám chắc đó là trái tim nhân hậu. Nhân hậu. Chị cũng nghĩ vậy ha. Như vậy thì mình để mình qua mình coi thử bên kia như thế nào. Mình có cái đặt ra cái chuẩn người như thế nào không em? Em không có thích hỏi lắm. Bạn trai bên kia có hói không? Hơi hói hói. Hơi hói hói. Được không em? Nếu bạn có cái khác của cái hói đấy thì cũng được. Để chị hỏi có cái khác là cái gì bù qua không nha. Dạ chào chị. Em có cái gì bù cái hói không? Thật ra là... Có cái hồn bù cái hói. Không quan trọng là trên đầu mình có gì, quan trọng là trong đầu mình nghĩ gì thôi ạ. Hay quá. Hay quá. Em hình dung cô bạn gái bên đây bức rèm như thế nào? Thật ra nãy giờ em ngồi em không dám tưởng tượng gì cả.
Em muốn là khi mà mở cái tấm rèm này lên em sẽ có một cái sự bất ngờ, cho nên không dám tưởng tượng. Này trả lời hay lắm, né tránh đá hết. Điểm gì em không thích ở người bạn gái? Em không thích người phụ nữ mà có tính chảnh chọe và hay soi mói người khác. Soi mói là sao? Ví dụ như một người này đang ngồi đây, thấy ông kia ông ấy đi một cái giày mà không mang vớ chẳng hạn đấy. Ông kia ông ấy đi giày không mang vớ kìa. Đó, có nghĩa là nhiều chuyện đấy. À. Dạ. Rồi, để mình hỏi cô này coi như thế nào. Em có hay soi mói chuyện của người ta không? Chị Tường với Thường hay soi mói đàn trai. Em không có để ý mấy chuyện đó. Để anh Hoàng kiểm tra đàn gái thế nào nha. Dạ, chào anh ạ. Dễ thương quá. Dạ, cảm ơn anh. Chào em. Anh bên đây á, về cái độ lanh lợi, thông minh, năng động thì có. Nhưng mà đôi khi á, người ta nói rằng đàn ông lanh lợi quá, đôi khi mà thông minh quá thì cũng không tốt. Gọi là ga lăng nhiều quá thì có ảnh hưởng đến gia đình của mình. Em có sợ điều đó không? Thực sự là em không phải, em cũng thích một người, là nếu mà mình thích cái người mình thích á, mà không ai thích thì em cũng không có muốn nữa. Ý là cái người mà không ai thích á, mà mình thích thì cũng không nên. Thế nên ga lăng cũng được, nhưng tuy nhiên là tùy hoàn cảnh và tùy chỗ là được. Em có ghen không? Em có chứ. Bởi vì thực sự nếu mà em không ghen thì đã trở thành mẹ hoặc là trở thành chị của bạn ấy rồi, không phải là người yêu nữa. Nên em có ghen. Tuy nhiên hai người trả lời ghê không? Được. Hai người đối này về nói là... chuyện hơi bị căng đấy. Hơi mệt đấy. Thôi bây giờ nghe ý kiến của người thân đi nha. Hôm nay em đi với ai? Dạ hôm nay em đi với một người bạn rất thân của em và một bé em họ nữa. Em chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào em. Chào quý vị khán giả. Thì anh bên đây nhìn rất là sáng sủa, đẹp trai, nói chuyện cũng rất là thẳng thắn. Nếu mà trong một cái mối quan hệ giữa anh với Tư, em hy vọng là anh cố gắng nhường Tư một chút. Tại vì bạn em thì em rất là hiểu Tư là rất là tốt bụng, nhưng mà đôi lúc thì hơi bướng một chút. Cho nên là trong cái cuộc mà nó hơi căng thì em hy vọng là anh có thể nhường Tư một chút. Em cảm thấy vui khi mà anh nói là anh biết nấu ăn. Tại vì Tư thì hơi gầy. Nếu như mà hai người có thể đến với nhau, em hy vọng anh có thể bồi bổ cho Tư một chút. Thôi, bạn trai có đi vai không? Dạ, bữa nay em đi với anh trai, em kết nghĩa với lại cháu của em ạ. Anh ruột á hả? Dạ, anh ruột. Rồi, anh ruột phát biểu ý kiến trước đi. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Chào anh. Em xin nhận xét chút xíu về thằng em trước. Nó thì nó út trong nhà, nó hơi trầm tính. Cô bạn bên đây thì em nghĩ là sẽ bù đắp được. Vì cô gái bên đây là có cái đầu óc tương đối nhanh nhẹn, ngoại hình nhìn được. Và anh rất thích cái suy nghĩ của cô ấy về gia đình. Tức là cô ấy cũng là ít nhiều cũng là người miền Bắc, cô ấy sẽ hiểu được cái cách sống và có những cái cách cư xử để người lớn trong gia đình cảm thấy rất là thích. Nên anh chỉ nói với em một câu là tấn công đi. Tấn công đi, hồi anh dữ quá. Được. Tấn công đi. Rồi bây giờ mình kéo màn lên cho hai người tấn công nha. Nhớ tấn công nha bạn. Rồi kéo màn lên. Nói gì thì bạn thân đúng đó. Bình tĩnh kiềm chế chút xíu nha. Cô ấy cũng hay càng hỏi lắm đấy. Có giỏ hoa tặng em. Dạ cảm ơn anh. Em rất thích sách và em rất thích cuốn này. Em hy vọng cuốn này sẽ có ý nghĩa đối với anh. Anh cảm ơn em nhiều. Hôm nay chắc là mẹ sẽ dành thời gian để đọc cuốn sách này. Cảm ơn em rất nhiều. Cuốn này là một cuốn mà rất nhiều người thích. Đó là Đắc Nhân Tâm. Công việc của anh là làm ở đâu vậy? Anh làm ở quận 12. Anh thì anh có một cái câu hỏi như thế này. Anh thấy các bạn trẻ bây giờ ấy, quen nhau thì mới quen nhau một thời gian thôi thì hay xưng hô với nhau là vợ chồng ấy. Thì em có cái suy nghĩ gì về cái cách xưng hô đó? Thực ra em nghĩ là cái cách xưng hô cũng không quan trọng. Dù là mấy bạn trẻ hay mấy người lớn hay là mọi người xưng hô đều được hết. Tuy nhiên tùy theo cái sở thích của mọi người thôi. Anh thích thì anh kêu người ta gọi, người mình không thích thì thôi đấy. Chứ em cũng không có hay là đưa ra cái quan điểm cá nhân chủ quan của mình để nói về cái xưng hô của người khác. Anh chưa biết quê gốc của em ở đâu? Quê em ở thành phố Cảng Biển, đất Hải Phòng. Hải Phòng. Thế thì mình là hàng xóm, anh thì ở Hải Dương. Nếu như mà sau này mình hẹn hò ấy, mình có thể đi đến hôn nhân ấy thì sống ở nhà trọ em có chịu không? Em nếu bản thân em á thì em sẽ chịu. Tuy nhiên còn về con cái nữa, nên là em vẫn muốn là mình có cái gì đó để cho con cái hơn. Vấn đề đó thì nói chung là mình có thể giải quyết được, không sao cả. Anh nghĩ đó là khát vọng.
của các tất cả các bậc phụ huynh đều muốn như vậy hết. Em có thể đọc một bài thơ cho mọi người cùng nghe không? Thực ra thì thơ thì em thích, tuy nhiên em không có thuộc. Mà cái em thích là những cái câu châm ngôn hay là những cái câu nói kinh điển hơn. Thì em xin phép đọc một câu trích dẫn của Napoleon. Thế giới thì thực sự đã chịu tổn thất rất lớn, không phải của những người xấu mà là những sự im lặng của những người tốt. Anh cũng biết câu nói đó, rất là hay. Em nói em hát hay. Em có gì tặng bạn gái không? Hát thì bây giờ tôi sẽ hát tặng cô gái một bài. Em sẽ hát bài Chỉ Vậy Thôi. Em đã mang đến cho anh những bất ngờ, em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc. Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào, sẽ giữ cho mình anh thôi. Xin em đừng khóc khi anh không ở bên, xin em đừng khóc khi hai ta giận hờn. Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui, hãy để nụ cười nở trên môi của em. Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm, hãy cứ để anh sống với những mong chờ. Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh, anh yêu em chỉ vậy thôi. Đó chỉ là bài hát. Tôi muốn em nói tất cả những gì mà nãy giờ em suy nghĩ. Thì anh chỉ nói một câu rất là ngắn gọn thôi. Anh nhìn thấy em, anh thấy thích. Cảm ơn anh. Rồi, hết thời gian. Anh nghĩ rằng chúng ta đủ để cảm về nhau rồi. Còn bây giờ quyết định xem chúng ta có cùng chung nhịp đập hay không. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng. Hai bạn đều bấm nút rất là từ từ, rất là chậm. Hãy nắm tay nhau để cảm nhận. Nắm tay nhau đi đã rồi mình sẽ nói cảm nghĩ của mình lúc này. Em cảm nhận như thế nào? Em cảm thấy là mới vào một khởi động thôi. Bạn trai? Em thì chuẩn bị tăng tốc. Hai người rất là năng động, thông minh. Tôi nghĩ rằng các bạn đủ để tiến tới một điều xa hơn. Rất là sâu sắc đấy. Thích con trai à, răng đều đẹp với chị. Mình biết sao? Cái có cái không. Chết tôi luôn. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bây giờ chúng ta giới thiệu về mình, mời bạn. Dạ, em chào anh Quyền Linh ạ. Em chào chị Cát Tường ạ. Chào tất cả quý vị khán giả. Rồi, chào bạn gái ạ. Em tên là Phạm Văn Khang. Em hiện tại đang công tác ở Bình Dương. Em gốc ở Hà Nội. Em năm nay 29 tuổi. Làm nghề gì Khang? Em làm nhân viên văn phòng. Mời bạn nữ. Dạ, chào chị Cát Tường. Em chào chú Quyền Linh. Chào con. Dạ, chào tất cả quý vị khán giả ạ. Em tên là Trần Đặng Thanh Vi. Em 28 tuổi, hiện tại em đang là nhân viên tư vấn bán hàng điện thoại ạ. Hiện tại em đang làm việc ở Biên Hòa. Thì hai người cũng gần gần nhau đúng không? Dạ chị ơi, em thường thường là em hay xuống Biên Hòa uống cà phê và chơi với bạn bè em ở dưới thành phố Biên Hòa. Rồi hỏi bạn gái coi là nhà ở đâu, có gần nào không? Bạn gái ở khúc nào ở Biên Hòa bạn? Biên Hòa thì hiện tại em đang ở gần cầu Hóa An ạ. Vậy là mình cũng hay qua cầu Hóa An mà. Đúng rồi đó. Hẹn ở cầu đi. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là mọi người nói là em có mắt đẹp, với lại là em hát hay, em nấu ăn giỏi. Cái nấu ăn thì mình chưa biết, nhưng mà hát hay thì mình phải thưởng thức đúng không quý vị? Một tràng pháo tay cho bạn gái. Dạ, em xin hát tặng mọi người bài hát Aya Aya. Trời ơi, chưa gì Aya mà em. Rồi, hát đi em. Aya Aya, Aya Aya, nhưng em đâu biết con tim làm sao qua bất ngờ. Aya Aya, Aya Aya, đắn đo chị đến sau này, cuộc đời hạnh phúc sẽ đến thôi. Aya Aya. Hát đáp lại bài liền. Thuyền anh trôi trên sông tình em đã cho anh giây phút sao động. Người ơi xin em đừng đi, xin em đừng hững hờ. Dạ, để em xin hết ạ. Được rồi. Được, cặp đôi này về đi hát với nhau được. Đó là điểm mạnh ha.
Còn điểm yếu của mình là gì? Em ăn rất là nhiều. Em ăn có thể là nói chung là ăn cả ngày cũng được. Nói chung lúc nào cũng phải có đồ ăn cho em. Trời đất ơi. Với lại em ngủ rất là nhiều. Em ngủ nhiều, với lại em đang ngủ em không thích ai kêu réo em gì hết, cứ để cho em ngủ, kêu làm dậy em quậu á. Với lại là em rất là lười tập thể dục. Mà không sợ bể phọt hả? Dạ không, tại vì em nghĩ là nếu mà người ta thích mình thì người ta sẽ thích hết tất cả của mình. Còn nếu mà người ta không thích thì thôi. Em rất là đơn giản, em không có điệu, không biết làm đẹp. Gọi là cái kiểu mẫu người phụ nữ cho gia đình á, em thích làm việc nhà. Em thích nấu ăn cho người yêu của em thích giặt đồ cho người yêu của em. Hay quá. Điều đấy là em đang tìm đấy. Đang tìm dạ, hả? Dạ, dạ. Em có khuyết điểm gì nói cho bên kia nghe luôn. Ưu điểm thì chắc là hay cười, sống chân thật. Còn nhược điểm thì chắc là hơi một chút nóng tính. Anh ơi, em không thích người nóng tính đâu nha. Không, anh sửa được rồi mà. Hiện tại bây giờ là anh sửa. anh không sửa là anh không hợp với em luôn á. Anh sửa rồi mà, anh sửa. Dạ, anh cho em hỏi là anh có hút thuốc hay là uống rượu gì không ạ? Bọn anh thì có nhậu một chút. Và anh thì cũng hút thuốc, nhưng mà nói chung là hiện tại cũng đang bỏ. Một ngày thì chỉ hút tầm 1-2 điếu, có như hầu như là mấy ngày nay là em không hút. Cũng đang cố gắng bỏ, sẽ được kiểm tra. Mình hãy nói một chút xíu về con đường tình của mình thế nào, nó lận đận ra sao bạn trai? Dạ em có 3 mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? 3 năm anh. Thời điểm đấy thì bạn nữ thì bạn muốn lập gia đình, nhưng mà em thì lúc đấy công việc nó chưa ổn định, tạm thời em muốn là thêm một thời gian nữa. Thì cuối cùng là bạn nữ lập gia đình, còn thì bọn em chia tay. Bây giờ ổn định chưa? Dạ bây giờ ổn định rồi. Bạn gái mình tình trường mình như thế nào? Dạ em cũng có một mối tình chính thức và mười mấy mối tình nhỏ nhỏ. Trời đất ơi. Nói nhỏ là sao mà mười mấy? Người ta cũng thích em cũng mới thích người ta, nhưng mà trong vòng ví dụ một tháng tìm hiểu mà cảm thấy không hợp là chia tay liền luôn. Còn cái mối tình mà chính thức là bao lâu? Dạ cũng 3 năm á chị. Rồi sao 3 năm mà còn chia tay? Nói chung là anh đó kiểu thấy cái lăng nhăng á chị. Với lại là em có cái tật là em thương ai là em thương người ta nhiều quá, xong rồi đâm ra người ta chán á chị. Cái ngày nào giống như kiểu là ngày nào em cũng nói anh ơi em thương anh quá vậy đó. Hỏi ảnh coi, ngày nào em cũng nói vậy anh. Ví dụ ngày nào em cũng nói em thương anh nghe anh có mệt không anh? Không, anh rất thích nghe những lời con gái nói như vậy. Dạ. Rồi em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Bạn trai của em phải cao hơn 1m65. Anh dư, anh có dư ạ? Anh có tròn người mập mập không ạ? Em không thích con trai ớn. Thân hình anh thì tương đối là cân đối. Anh nghĩ vậy. Chung càng mập em càng thích, càng mập thì ôm nó mới sướng. Em thích con trai là răng đều đẹp với chị giống em vậy nè. Đó, tươi tươi vậy nè. Bên kia sao? Cái có cái không. Chết tôi luôn. Em thích con trai lãng mạn, chiều bạn gái. Cái này anh đáp ứng được. Có một mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ có, giống chú Hiền Linh á, tướng người bự bự vậy á, để bảo vệ cho em. Wow. Giọng á. Nhưng anh ấy đẹp trai chú nhiều. Tóc tai sao? Tóc dạ, tóc là phải gọn gàng sạch sẽ. Em không thích con trai mà để móng tay đâu. Mặc quần áo giống như là quần rinh, áo thun, giày thể thao. Hoặc là anh mặc áo sơ mi với lại quần tây thì phải cái kiểu hiện đại. Chứ đừng cái kiểu mà quần mà kéo lên tới nách là em không thích rồi đó. Quần mà sao kéo lên tới nách dữ vậy? Hồi xưa xưa người ta mặc vậy á chị. Có người ta kéo lên tới lúc lên ngực luôn vậy nè. Trời đất ơi. Kiểu đó có hề sạc lô chứ ai. Với lại em không thích con trai keo kiệt đâu. Chị em có keo kiệt không? Dạ em không ạ. Anh nghĩ cô gái bên đây rất là cá tính, anh muốn xem mặt luôn. Dạ. Xinh quá. Nãy giờ chú nghe con nói hơi bị cá tính đó. Rất là... Con hiền lắm luôn á. Hiền phải không? Nhìn bề ngoài con vậy thôi chứ con hiền lắm. Ăn hiếp đàn ông lắm à? Không, thương lắm. Thương lắm hả? Dạ. Nói em thương anh suốt ngày à. Dễ thương nha. Dạ. Nhưng mà cũng rất là khó tính. Dạ đúng rồi đó, con khó chịu lắm á. Ai cũng nói con khó chịu quá nên ế. Có yêu cầu gì ở đàn trai nữa không? Anh nói dễ thương không chú? À, cũng dễ thương. Nhìn đẹp trai hơn chú. Vậy là ngon lắm á. Ngon. Dạ. Ăn tay hay sao ngon. Rồi, được. Để chị coi. Nãy giờ bạn chưa có nói mẫu người bạn lý tưởng của bạn đó nha. Dạ. Em thích mẫu người con gái như thế nào em? Dạ em chào chị ạ. Dạ em thích người con gái kiểu truyền thống nhưng pha một chút hiện đại, biết chăm chút về gia đình. Cô này là... Dạ, có tiêu chí bạn ấy vừa nói là đúng. Em thấy là rất còn hợp. Còn cái gì nữa không? Ở khu vực Biên Hòa này, và Bình Dương và Thủ Đức thì hiện tại bạn ấy ở ngay gần cầu Hóa An. Mà em thì em chạy qua cầu Hóa An thường ngày luôn. Vậy là thuận tiện luôn đúng dạ, không? Vâng. Nhưng trước khi hỏi tiếp thì cho chị coi cái bàn tay có sạch sẽ dạ, bàn tay đi chị. Ngon. Ngon, được. Thật. Ăn ngon. Bây giờ cô này là cô có tâm hồn ăn uống dữ lắm. Dạ.
Mà cái phọt cổ là cũng cái phọt là dễ béo à. Mà bây giờ em còn cho cổ ăn nhiều vậy rồi mai mốt rồi cổ bự quá rồi sao? Không, cái này em kiểm soát được mà chị. Có thể tập thể dục được mà. Cổ là miếng tập lắm, cổ không chịu tập. Không, em sẽ rủ đi cùng tập chị ơi. À, thì chắc chắn là sẽ... Chưa gì hết trơn. Rồi, bây giờ bố mẹ mình đang ở đâu? Bố mẹ em thì đang ở ngoài Hà Nội. Là mình lập nghiệp ở trong này luôn đúng không? Em lập nghiệp trong này. Rồi, tốt, cảm ơn bạn. Được em. Em có đi với ai không? Dạ em có đi với chị họ em ạ. À, chào chú Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em thấy bạn gái bên này thì cũng dễ thương, đáng yêu. Tại Khang thích là người phụ nữ của gia đình nên bạn bảo là thích nấu nướng, thích là người phụ nữ của gia đình nên chắc là hai bên chắc hợp nhau. Rồi còn mình thì sao, mình có đi với ai không? Dạ em có đi với ba mẹ em với anh chị ở dưới ạ. Chào Quỳnh Linh và Cát Tường, cô là mẹ của bé Vi. Dạ cô thấy sao? Cậu bên đây cũng được, chữ phát, hiền lành. Thì nếu mà cậu đó với con mình thành đôi thì mình mong sao thương yêu con gái mình giống như mình thương yêu con gái của mình đó. Nó là Út nên mình rất chiều chuộng con gái mình lắm. Nếu mà không chiều chuộng nó khóc hoài đó. Phải dẫn đi ăn hay là chiều chuộng dụ thì nó mới chịu, nó như con nít vậy đó. À rồi, bây giờ mình kéo màn lên cho hai bên gặp mặt nha. Rồi kéo màn lên, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau. Mời hai bạn. Tặng em. Em cảm ơn. Em cũng có quà tặng anh. Cái này là quà em tự làm luôn á. À, em cảm ơn. Ừ. Vậy anh nhìn cái em tặng anh cái đồng hồ, anh có suy nghĩ gì không ạ? Cái này là cây đèn thần đúng không? Không, cái đồng hồ ấy là anh nhìn. Anh nghĩ là em tặng cái đồng hồ cho anh thì nó có ý nghĩa gì vậy? Tức là thời gian. Chắc cũng sắp đúng rồi đó. Em gửi anh. Dạ. Mình cảm nhận về nhau đi các bạn. Anh thấy em sao ạ? Xinh, dễ thương. Thực sự là anh cũng đang muốn tìm một người phụ nữ có trách nhiệm với gia đình ấy. Thì anh thấy em như vậy là anh thấy rất là tuyệt. Anh thì hiện tại gia đình anh vẫn ở ngoài Hà Nội. Thì anh sẽ cũng hay về đấy và hy vọng một ngày nào đó, một dịp gần nhất được đưa em ra Hà Nội, đi thăm thú tất cả các địa danh ở ngoài Hà Nội và ăn những món ăn đặc sản ngoài Hà Nội. Dạ, em cảm ơn lời mời của anh. Em cảm nhận sao về con trai miền Bắc? Thực sự thì em không thích con trai miền Bắc. Nhưng mà thấy anh nói chuyện cũng cái tiếng nghe cũng được. Thường thì em thấy con trai miền Bắc là người ta rất là chăm chỉ, người ta siêng làm việc. Nói đúng là con trai miền Bắc thì họ hơi khô khan. Với lại họ là hay nóng tính. Nhưng mà thực sự là bản chất là người con trai miền Bắc là họ rất có trách nhiệm với gia đình. Anh thì anh cũng rất thích làm cái việc nhà. Nên vậy? Hỗ trợ em trong khoản, ví dụ giả sử em mà nấu nướng thì anh có thể là nhặt rau hoặc là bây giờ lau nhà này. Hoặc là có thể đứng bên cạnh động viên, chia sẻ, hoặc là sau này có con là chăm chút con. Thì những cái đấy là anh cũng rất thích. Dạ, vậy anh cũng giống em. Nếu mà có cơ hội quen nhau á, thì là anh chắc là anh sẽ sửa tính nóng tính đúng không? Tại vì với em á, là nói chuyện với em là phải nhẹ nhàng ngọt ngào. Còn nếu mà nóng tính thì em không thích. Thực sự là ngày trước thôi, chứ bây giờ anh cũng bỏ lâu mà riêng với con gái ấy. Chẳng bao giờ anh nóng tính. Anh sợ nhất là con gái khóc. Thôi em là chùm khóc nhè luôn á. Vậy em nhõng nhẽo lắm. Dạ. Thì anh rất sợ điều đó nên anh không bao giờ để nóng tính hay là để ảnh hưởng đến người con gái mà cảm thấy tổn thương. Bên nhà thì ai quản lý kinh tế, chuyện tiền nong thế nào? Anh nghĩ sao anh? Tùy em thôi. Nếu mà em nhận cái này thì anh sẽ giao toàn quyền cho em. Và nếu mà thường thường thì người phụ nữ người ta sẽ quản lý chi tiêu tốt hơn người con trai. Rất tốt. Anh thấy cái câu chuyện giữa hai người rất là hợp nhau. Rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định điều đó. 1 2 3 Rất nhất quá, rất nhanh nhẹn, không đắn đo suy nghĩ chần chừ gì hết. Hai người nói chuyện nhau rất là hợp. Nào nắm tay đi các bạn. Hôn nhau. Nào xin, xin phép hai bác cho con hôn em gái. Dạ con xin phép hai bác ạ. Xin phép gì? Tự nhiên xin mà ta cho chưa? Ba gái gật rồi ạ. Gật rồi, gật rồi. Chưa nói gì mà gật gì. Dạ, dạ con xin phép hai bác ạ. Cho con được hôn em Vi ạ. Nếu mà con chấp nhận đi đến tương lai với cậu đó thì con cho cậu đó hôn. Em nghĩ đây là cơ hội thì mình cứ cứ hôn đi. Chứ còn gì nữa. Còn đấy, tôi thấy tính cách con là hơi bị hay đấy. Quyết đoán.
Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống Cinebox cụm rạp 212 đi chiến thắng. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Prilet, viên uống sáng da Sakura Placenta với tinh chất làm đẹp từ thiên nhiên. Và đây, gửi tặng hai bạn máy nước nóng với nhãn hiệu Atlantic, máy nước nóng với nhãn hiệu Senton, gửi tặng hai bạn với tổng trị giá 7 triệu đồng. Nào, hãy đưa bạn gái đi xem phim.